Sáng nay, lễ ra quân tiếp sức mùa thi năm 2024 đã chính thức khởi động. Đây là năm thứ 24 chương trình mang tên Tiếp sức mùa thi và cũng là năm thứ 9 thay đổi cách thức tổ chức hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ngay trong lần đầu đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, chị Minh Nguyệt may mắn là một trong gần 7.000 sinh viên tình nguyện được lựa chọn trong hàng chục ngàn hồ sơ đăng ký. Theo chị, đây vừa là sự trải nghiệm thú vị, vừa là niềm tự hào trong quãng đời sinh viên. Mình sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn trên bài trực tuyến, còn về trực tiếp thì mọi người có thể đến cái điểm thi để tìm hiểu thêm. Cũng là một người đã trải qua một kỳ thi đại học và trong quá trình đó thì em cảm thấy rất là áp lực và nhờ có mọi người xung quanh. Có không khí của tiếp sức mùa thi đến với chúng em thì em đã cảm thấy tự tin hơn đối với bài kiểm tra của mình. Năm nay, chương trình tiếp nhận đăng ký của hơn 43.000 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn cả nước. Ban tổ chức đã tổ chức thi xét tuyển trực tuyến để chọn ra các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng yếu với mục tiêu 37.000 lượt sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh. Chỉ sinh viên tình nguyện mà tất cả các lực lượng trong xã hội đều có những hoạt động hỗ trợ thí sinh thông qua nhiều phương thức khác nhau. Ngay từ tháng 4 chúng tôi đã triển khai rà soát và tổng hợp các hoàn cảnh thí sinh khó khăn và trong dự kiến trong đầu năm học 2024-2025 thì chúng tôi sẽ hỗ trợ khoảng 2 tỷ học bổng cho các bạn tân sinh viên. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024 được triển khai với 3 giai đoạn. Các hoạt động hỗ trợ trước kỳ thi từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 6 năm 2024. Các hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024 và các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 8 năm 2024. Với thông điệp thi cử là trải nghiệm hạnh phúc thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho phụ huynh, các em học sinh những bữa ăn, bữa ngủ để giúp cho các em có thể yên tâm trong kỳ thi sắp tới. Trong giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, song song với việc tiếp tục triển khai các hoạt động trên nền tảng trực tuyến, chương trình sẽ triển khai hoạt động trực tiếp với 17 đội hình tình nguyện, hỗ trợ thí sinh tại 162 điểm thi và hỗ trợ điều phối giao thông. Để có thể tiếp cận thông tin về chương trình Tiếp sức mùa thi 2024, thí sinh và phụ huynh ngoài việc tiếp cận qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc website hiện trên màn hình, hoặc liên hệ qua số điện thoại 028 35 210 104.